phim điều tra phá án từ lâu đã là một trong những thể loại phim thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người mê phim. Gần đây, bộ phim Đường Chiều Quỷ Sự Lục, Chi Tây Hành vừa ra mắt đã lập tức tăng 526% độ hot, đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng trong thời điểm phát sóng. Nhân dịp đó, các blogger xứ Trung đã nhanh tay tổng hợp những bộ phim được đánh giá là hay nhất của thể loại này trong 5 năm gần đây. Hãy cùng Cbiz Phim điểm qua những tựa phim này nhé! Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác 2021. Không phải là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết quá nổi tiếng, lại càng không có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi, nên khi bộ phim Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác ra mắt vào tháng 4 năm 2021, đã có không ít cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm. Đoàn phim cũng nản lòng khi lịch phát sóng phim không chiếm được ưu thế. Vậy nhưng ngày thứ hai sau khi Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác ra mắt, đã có nhiều cư dân mạng bày tỏ sự yêu thích dành cho bộ phim. Ngày thứ ba, phim nhận về vô số lời bình luận của khán giả. Tuần tiếp theo, số lượt phát sóng bộ phim vượt hơn 10 triệu lượt. Có những ngày số lượt xem phim lên đến con số 35 triệu, tổng view tích lũy tại thời điểm lên đến hơn 300 triệu lượt. Bộ phim đã đứng đầu bảng các bộ phim chiếu mạng được xem nhiều nhất vào thời điểm đó. Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác lấy bối cảnh vào thời Đường, chuyện bắt đầu từ gia đình Ngỗ Tác, tức quan khám nghiệm tử thi, sống tại khu Tây Nam Sơn. Có thiếu nữ tên Sở Sở, do Tô Hiểu Đồng thủ vai, xinh đẹp nhưng tính tình lại ương ngạnh. Vì muốn theo đuổi ước mơ nên nàng đã liều mình đi đến Trường An tham gia kỳ thi Ngỗ Tác. Tại đây, Sở Sở gặp được An Quân Vương, Tiêu Cẩn Du, do Vương Tử Kỳ thủ vai, một người có khả năng phá án thần sầu. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi tổ phá án của Tiêu Cẩn Du được thành lập với 4 người gồm hắn, Sở Sở, Lãnh Nguyệt, Cảnh Dực. Tổ phá án của Tiêu Cẩn Du được triệu tập sau kỳ thi Ngỗ Tác, sau nhiều lần kề vai sát cánh, bọn họ đã hóa giải được bí ẩn đằng sau vụ án kinh hoàng đã kéo dài hơn 18 năm. Phim cũng đạt 8,4 điểm Ruben với hơn 60.000 khán giả tham gia đánh giá khi vừa mở điểm. Đây thực sự là những con số khó tưởng đối với một bộ phim chiếu mạng được đầu tư bằng số kinh phí thấp. Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi – Án Tơ Lụa 2023. Bộ phim Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, bao gồm nhiều phần, mỗi phần là một vụ án ở tại một phủ, một huyện hoặc một thôn. Tiểu thuyết mô tả triều Đại Minh dưới thị giác của dân thường, dùng nhân vật nhỏ để nhìn thấy sự liên kết và chia rẽ của lịch sử lớn trong một triều đại thịnh vượng nhưng cũng nhiều lỗ hổng. Phần 1 bao gồm 14 tập do Trương Nhược Quân chủ diễn, có tên Ti Quyên Án hay Án Tơ Lụa, kể về một vụ gian lận thuế. Nếu chuyện như một bộ phim tài liệu kể ở ngôi thứ 3, thì phim đi theo góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính Soái Gia Mặc do Trương Nhược Quân thủ vai. Nam chính Soái Gia Mặc là chàng trai bị ám ảnh bởi toán học, không chút hứng thú với tử sắc bài bạc, thú vui của anh là chỉnh sửa lại những sai sót trong sổ sách. Chỉ cần có cơ hội, anh chàng sẽ nghĩ cách để vào kho tài liệu xem lại những sổ sách cũ để tính toán lại các con số. Tất cả các loại thuế của phủ Huy Châu do 6 huyện cùng gánh vác, Gia Mặc vô tình phát hiện mục thuế tơ lụa lại chỉ do một huyện Thiệp đảm đương nhiều năm qua. Sau đó, y tìm được bằng chứng giúp người dân huyện Thiệp đòi lại công đạo. Từ đây, Soái Gia Mặc bị cuốn vào vụ án tơ lụa mở ra một câu chuyện theo dòng lịch sử chính trị của triều Đại Minh. Bất luận phía trước có bao nhiêu trở ngại hay khó khăn, động chạm đến lợi ích của ai, thì như đã có lỗi sai nhất định phải sửa đổi, đó chính là hoài bão và ý chí kiên định của Soái Gia Mặc. Phim không chỉ khéo léo bổ sung và giải thích hợp lý cho nhiều chi tiết chỉ được nhắc sơ trong chuyện, mà còn tăng thêm một số nhân vật, đồng thời khắc họa những nét tính cách đa dạng phong phú của họ. Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du 2024. Bộ phim Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du chính thức lên sóng từ ngày 20 tháng 2, phim thuộc thể loại cổ trang. Điều tra phá án do Đinh Vũ Hề đóng chính cùng sự tham gia của các ngôi sao khác như Châu Kỳ, Ngụy Chiết Minh, Đinh Gia Văn, Trương Dịch Thông, Phùng Mãn, Oa Nhĩ, Nhậm Mẫn. Câu chuyện phim diễn ra ở triều đại phong kiến, dưới sự cai trị của nữ hoàng, kể về tân nhậm thiếu lý tự Khanh Lý Bính, Đinh Vũ Hề. Đại lý tự ở thần đô có nhiệm vụ trông coi hình ngục trong thiên hạ, điều tra phá án, phân rõ trắng đen. Nào ngờ 3 năm trước, đại lý tự Khanh Lý Tắc bị ám sát mất mạng, từ đó đại lý tự cũng suy tàn, người con trai của ông nối nghiệp cũng mất tích. 3 năm sau, thần đô một lần nữa lan truyền lời đồn về sự xuất hiện yêu quái mèo giết người. Lý Bính là con trai Lý Tắc, vốn là một thần thám giống như cha của mình, đã quay về thần đô để điều tra vụ án năm xưa. Lần trở về này, Lý Bính đã gặp gỡ và kết giao với con sen Trần Thập, cùng hắn phá giải vụ án yêu quái mèo gây náo loạn kinh đô và được nữ đế ban chỉ cho nhậm chức đại lý tự Thiếu Khanh. Dưới sự dẫn dắt của Lý Bính, các con báo con của đại lý tự là Vương Thất, Thôi Bội, Tôn Báo và Alibaba đã cùng nhau hợp tác ăn ý, điều tra phá giải những vụ án hóc búa. Cùng lúc đó, Lý Bính cũng tìm kiếm ra được manh mối về kẻ đứng sau màn sát hại phụ thân của anh vào năm trước.
Bộ phim tuy không tính là hot nhưng lại nhận được nhiều lời khen của người xem. Mọi hành động của Lý Bính được Đinh Vũ Hề diễn giải theo chuyển động của loài mèo, rất thú vị và đáng yêu. Nhìn chung, bộ phim khá hài hước với nhiều tình tiết thú vị, cùng với đó là những màn điều tra phá án khá lôi cuốn và hấp dẫn. Thiên Hành Kiện 2024. Bộ phim Thiên Hành Kiện thuộc thể loại phiêu lưu, phá án pha lẫn chút yếu tố truy tìm kho báu được ra mắt đầu năm nay. Xoay quanh câu chuyện về lý tưởng và tình yêu của một lớp người sống giữa những mâu thuẫn trong giai đoạn chuyển giao từ phong kiến sang dân quốc, vì thế phim mang đậm hơi thở và các triết lý mang tính thời đại. Cốt truyện chính xoay quanh hành trình đi tìm kho báu tịnh đàn của một nhóm người với thân phận khác biệt, mỗi người mang một lý tưởng và ôm những hoài bão khác nhau. Quá trình phiêu lưu cũng chính là quá trình trưởng thành, giúp họ học cách chấp nhận sự lụi tàn của thời đại cũ và thích ứng với những biến chuyển trong thời đại mới. Về nội dung, ưu điểm của phim là tiết tấu và nhịp độ tổng thể của phim được duy trì tốt, kịch bản gốc giúp phim duy trì được sự hứng thú và tò mò của khán giả đối với diễn biến phim. Cách lập luận trong phim khá rõ ràng và thuyết phục, có thể thỏa mãn một phần những người xem của dòng phim điều tra, phá án. Tuyến nhân vật trong phim được xây dựng đa dạng, với những thiết lập hết sức thú vị để có thể khai thác trên nhiều góc độ. Phim có một số câu thoại và tình tiết mang đầy tính mỉa mai về sự mục nát và tàn nhẫn của thời cuộc. Tuy nhiên, phim có một nhược điểm là tình tiết, sự kiện và tuyến nhân vật được giới thiệu tương đối dồn dập ở các tập đầu, vì vậy người xem phải tập trung theo dõi mới nắm được mạch phim. Nhiều sự kiện lịch sử được mô tả dưới hình thức lời tường thuật có thể khiến nhiều người xem cảm thấy thiếu kiên nhẫn vì giống như bị nhét vào một tiết học lịch sử. Dù không quá bùng nổ khi mới ra mắt, tác phẩm dần chinh phục được đông đảo khán giả. Điểm sáng lớn nhất của Thiên Hành Kiện là từng chi tiết được xây dựng và dàn xếp rất thông minh, khiến đa phần khán giả theo dõi cảm thấy rất thích thú. Thiên Hành Kiện được khán giả chấm 8,5 điểm trên Douban, một thành tích đáng nể đối với các tác phẩm cổ trang gần đây. Đại Đường Địch Công Án 2024. Đại Đường Địch Công Án thuộc thể loại cổ trang, trinh thám hồi hộp. Tuy là món ăn khó làm hài lòng khán giả, song vẫn có nhiều phản hồi tích cực và được chứng nhận là bộ phim truyền hình ăn khách cấp S+. Theo dữ liệu của trang Khốc Vân, Đại Đường Địch Công Án có rating cao nhất là 1,5254%, với rating trung bình là 1,1972% trên kênh của CCTV8. Ở vị trí top 1 về xếp hạng trong khung giờ vàng trên CCTV8 trong tổng cộng 21 ngày. Đứng đầu xếp hạng trên Youku trong 15 ngày, Đại Đường Địch Công Án sở hữu dàn diễn viên toàn những gương mặt quen thuộc với khán giả. Diễn viên chính xuyên suốt phim gồm có Chu Nhất Vi, Vương Lệ Khôn, Trung Sở Hy. Ngoài ra phim còn sự tham gia của nhiều Cơ Tha, Lăng Tư, Vương Dũng, Trương Gia Dịch, Trương Nhược Quân, Trần Đô Linh, Trương Tử Kiến, Tào Hy Văn, Đổng Tuyền, Dương Tuyết, Khắc La La. Không chỉ mạnh ở cốt truyện, lớn về dàn cast và hùng hậu ở kỹ xảo, Đại Đường Địch Công Án còn sở hữu nội dung lôi cuốn, khai thác đề tài điều tra phá án kỳ bí, thể loại đang rất khan hiếm tác phẩm hay của màn ảnh Hoa ngữ. Đại Đường Địch Công Án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hà Lan, hấp thụ tinh hoa văn học của các vụ án phương Đông và tiểu thuyết trinh thám phương Tây. Theo chân Địch Nhân Kiệt, do Chu Nhất Vi thủ vai, khán giả sẽ bước vào chặng đường đóng góp công sức cho sự yên bình của bách tính, tinh thần quyết tâm tìm kiếm, phơi bày sự thật để diệt trừ cái ác, bảo vệ cái thiện. Trên cơ sở giữ nguyên cốt lõi tinh thần của nguyên tác là thế gian vô thường nhưng công lý sẽ trường tồn, bộ phim đã mang đến hình ảnh Địch Nhân Kiệt, một vị quan trẻ tuổi vì công lý, vì bách tính và đất nước, một con tuân thủ pháp luật và công lý, không sợ quyền lực, từ màn ảnh đi vào lòng khán giả. Đường Triều Quỷ Sự Lục 2022 và 2024. Khi Đường Triều Quỷ Sự Lục phần 1 được phát sóng vào tháng 9 năm 2022, bộ phim nhận được tình cảm to lớn từ khán giả và được chấm về 7,9 điểm trên Douban. Câu chuyện của phim được diễn ra dưới bối cảnh Đường Triều, mở đầu phim đã hiện ra các cảnh tượng thịnh thế thời Đại Đường. Đây là thời đại lưu hành rất nhiều truyền thuyết bí ẩn, cho thấy trí tưởng tượng của con người trong giai đoạn này vô cùng phong phú. Chính vì sự phát triển không ngừng của đời sống vật chất, nhiều văn hóa khác nhau được du nhập là nguồn cơn phát sinh những sự kiện ly kỳ, khó lòng lý giải. Mỗi một vụ án đều mang đến cho khán giả những câu chuyện thần bí, quỷ dị được truyền tai nhau và ẩn chứa nhiều tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn không ngờ đến. Sau 2 năm chờ đợi, phần 2 của Đường Triều Quỷ Sự Lục đã lên sóng vào ngày 18 tháng 7. Phim lấy bối cảnh vào năm 712 sau Công Nguyên, Hoàng đế Duệ Tôn của nhà Đường đã đổi tên hiệu thành Diên Hòa. Kịch bản phim tiếp tục theo chân cặp đôi Lưu Lăng Phong và Tô Vô Danh, đệ tử cuối cùng của Địch Nhân Kiệt trên hành trình giải mã những vụ án bí ẩn. Hai diễn viên chính Dương Húc Văn và Dương Chí Cương đều tái xuất với vai diễn quen thuộc. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Cốc Tư Văn, Trần Sáng, Tôn Tuyết Ninh, Nhạc Lệ Na, Hàn Thừa Vũ, Hắc Tử. Khán giả dành nhiều lời khen cho Đường Triều Quỷ Sự Lục, Tây Hành ngay từ những tập đầu tiên.
Điểm hấp dẫn nhất của tác phẩm vẫn là những vụ án kỳ bí được xây dựng một cách logic và cuốn hút, tạo sự tò mò cho người xem. Bên cạnh điểm cộng lớn nhất là đã khai thác tốt đề tài trinh thám phá án, pha trộn thêm các yếu tố bí ẩn, thì bộ phim Đường Chiều Quỷ Sự Lục còn ghi điểm bởi kịch bản chắc tay, được trau chuốt trong từng vụ án. Các diễn viên trong phim dù không phải là những cái tên nổi tiếng, nhưng tất cả có diễn xuất cực kỳ ổn định, khiến người xem bị cuốn theo từng phân cảnh. Toàn bộ các vụ án chính trong phim có sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật đều có thiết lập rõ ràng, với nét đặc trưng riêng và câu chuyện sâu sắc. Đặc biệt, các tình tiết phá án như lạc vào mê cung, kết hợp với phương thức hiện thực câu chuyện bí ẩn trở thành hình thức phá án khiến cho mỗi tập phim đều hoàn toàn đáng xem và càng tăng cao độ khó cho bộ phận chế tác. Trong bối cảnh màn ảnh Hoa ngữ đang không có nhiều dự án nổi bật, sự xuất hiện của Đường Chiều Quỷ Sự Lục, Tây Hành được đánh giá là sự cứu rỗi với khán giả truyền hình Trung Quốc. Thậm chí, nhiều blogger và đông đảo cư dân mạng còn nhận xét rằng tác phẩm này hoàn hảo đến mức không có điểm chê, giúp họ thoát khỏi mạch xem chuỗi phim cổ trang bị đánh giá dở tệ gần đây. Bạn đã xem những bộ phim nào trong số những tựa phim mà nhắc đến ở trong video này? Bạn có đánh giá như thế nào về bộ phim? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!